chút thì không động nữa mà chút quay. Chút tôi được phụ làm mười quay. Chú làm sao hả? Chú dư mấy cậu dư. Mấy cậu dư hả? Mấy năm là hả? Kêu ổng lột nón ra, mới thấy mặt mày rồi, đủ quá để nón cho quay, thấy cái nón không? Mày lát quay cái thằng chảy máy đắp vô lột làm dân ra. Ai? Ừ. Chịu lột làm dân nha nha. Quỷ này chắc nó mua dơm kỹ không Nhân? Ai? Thằng ghe này nè. Đủ mẹ cái dơm của người ta cần chắn bóc mà qua chơi dơm hơi vàng nữa. Vàng đi kiếm cái khác đi. Đủ để mẹ đi. Cái gì chứ nổi. Kia không đưa đi keo này quá. Em chó ơi. Dừng đứng lên chét cho dễ chợ. Keo kia không đưa. Cái Nam Tháp đâu mà trả hết nha. Ừ. Mày tính tháp hay gì nhỏ? Hay tháp, tháp ngoài Hành Sơn quá không? Chứ công. Nãy nghe ông Bảy nói ngoài chợ cúp điện hay gì đó. Có điện. Có điện là hả? Ừ. Nãy ra vút cái nhau mình cúp điện. Có điện là kéo chổng xuống ghe chưa ông Cần? Gì? Kéo chổng xuống ghe chưa? Vậy nó không có đính xuống gì nữa. Rồi mấy lời nó kêu qua cầu, nó qua cầu nó kéo hả? Trời ơi, nữa, bên đây, kéo đâu? Đây qua cầu nữa. Rồi kéo đâu không qua cầu. Bỏ bên đây ra. Miếng cái này cực. Cái miếng chịu miếng bự đó. Đây. Cái miếng kia kìa, miếng kia có cái lỗ kìa. Ừ, dính mặt nó đi thử. Rồi có dính bên đây nữa, dính cho chỗ con. Cái này ra. Ừ, cái miếng bự như vậy đó mà có cái miếng kia có cái lỗ mình dựng đứng lên đó. Cái ghe nó lấy dơm đâu mà cái nửa ghe đó ông Nhân. Lấy dưới đó, thiếu quá. Thiếu chạy đây luôn đó. Trong chạy đốt hết rồi. Đốt chưa? Đốt cháy rồi, quần bình kia dưới giờ lên đó. Hết luôn á hả? Chắc sạch xanh luôn hay quà. Đủ mẹ không dây, để hoài đó. Qua đó nói thật chạy cái gì. Cái này gì mà nó không có rồi, nó không có làm một vùi làm dấu hết á. Không không, sao mua quên. Này đúng ra ta vậy nó có cái một vùi trên vô này có một vùi cái này được cái lại ơi, cái bóng miếng còn miếng còn. Cùng rồi. Miếng còn nghe heo lên. Thì nó chưa vô cho nhông. Dạ, cũng ngon ngon lại đây. Đi kia. Cái nhông cái mày đạn nó không. Công chạch người. Cái nhông chưa vô á. Chưa vô cái hía đó. Đó, đó. Vô là cái bọc. Mình nổ không? Nổ cái đâu, nổ cái kia đó. Lấy cây vít. Nổ nghe không? Rồi. Hả? Rồi, nghe đó, nhận đi. Được rồi. Không có thừa được.
chúng luôn, lấy cái dặn chúng luôn nha, chúng luôn đi. Chúng luôn. Đấy, chúng luôn. Đấy, chúng luôn. Tính công rồi. Ngoài này chiếc cho dầu đủ nhé, còn thua đó. Mình xiết xà lợn. Nó dị vô mấy con này vừa cứng ở tay nữa, nó vừa rồi, được chưa? Còn được không? Qua vừa bấm nhấc vô lên, đang có muốn nhớ này nhớ về, có nước mực á, đổ vô nước mực mẹ đi, cái cũ rồi chăm nó chống mặt, cái nó đâu có nhận gì đâu. Trời nhất trắng tư trời. Trời ơi cha mua nhất mực cái gì cũng trắng. Nhất mực mua. Nhất mực gì? Nhất mực gì nó lợn nó giống như nước. Lỏng le vậy ha. Nhất mực thì trái nó xài cho thủy lực thì nó lỏng que à. Nhất bên. Nó cũ của bài à, mà nó lỏng như lúc. Mua nhất mực. Ừ, nhất đủ có mấy chiếc còn đập. Mua nhất máy cũng được chị. Nhất mực xài máy này nó hay. Nó với bọc đi sên đó. Nóng nó có chảy gì hả trời? Chảy gì đó mà đỡ không vô đó. Bò vô không, rồi chế thêm miếng nhát này. Chứ vô trọng cho nó chạy cho nó quánh nhìn thử ra. Nóng chảy. Bị nhồng cắn ngồng nó nhai mà. Mấy ông nậu thì vô rồi giòn hơi hơi chảy chơi. Nhìn chị nhát mừng nó lỏng dữ lắm. Giòn mà lỏng lỏng thì giòn chơi. Em nhìn cái mừng được thấy đặc. Số này, mà thứ này lắm giảm chứ nó mắc tiền. Ừ, con nhất được rồi. Mắc nhiều. Nó mắc cao nhất mà nó gì? Có chục con cuốn. Là vô. Kim. Có nhiều nó tốt nấy gì đó. Nhiều quá nó à, nó chàn nấy á. Ba cái cuốn mình chịu không nổi cũng nấy. Xì. Vô cho nó lộn xộn cho nó đập lại. Rồi, gắp vô. Cái đầu nó có cái nút của người ta đủ má chạy vớt. Rồi, vớt lên. Chậm vô bắt ốc vô là xong đó thôi. Quay cái nhiệt tình đó, đủ quá đi tới đâu đứng đi. Ừ. Ai không bán chứ ông Dư là không bán thiệt á. Mẹ ăn vô bự chắc trong này nè, bởi vì đủ mấy quán chuyện nấu nè, nặng tiếc con lỉ mẹ chạy xíu gì chuyện nấu. Quay trong cái gì nó phá đồ. Quên nữa. Ngắt. Cái này là cái đầu giạc của mày đi vô. Thôi rồi nó ngốn vô đó thôi. Cái giạc nó nóng hơi lên mẹ chứ thốt qua đất. Mà cái đất máy nó vô vô này đủ mẹ không cưỡng kéo cưỡng chết luôn. Nặng luôn. Giác không nấu. Giác nặng rồi đắp thêm thì hai lo dày vậy. Mà xuống ghe đây nó chữ nó la làng. Rồi đến đồng hồ không gần. Đậu đậu chết đậu nó đang lát. Nó thấy rồi. Thấy con máy gọn không đủ dân nằm nó hính lên nấp đánh. Chút xíu đi. Để cộng sen vô đi, giúp cộng sen để lên lên. Chọc con ốc vô coi. Chết rồi, để sao đi. Chọc ốc vô cái gắn vô. Lấy ốc ấy kìa, là rồi ốc bắt kìa con. Bắt hết rồi. Mới bên đó kìa, trong bọc kìa.
Đó, đi lấy chưa? Chơi con bình quay luôn. Bắt bên kia chơi. Nè 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 nè. Nè. Em muốn ngâm đàn luôn cái gì? Để vô không định đâu. Mình quay để vô. Đưa dạ miếng không lên. Dạ vậy ta. Đâu có, nó còn để cái mang kia vô nữa. Mấy ông dài bắt trên nó có hai con dưới à. Mang dài đến vô vô cái tay. Sọt vô đi. Sọt vô lỗ này nè, rồi lỗ gốc nè. Ừ. Rồi sọt trên luôn, sọt đi. Chút giáp vào chạy ra đường, chẳng có máy chạy đường dũng cuộn được cho tôi có 80 cục cho công nhiều không nha. Cuộn gì mua 80 cục rồi. Hả? 80. 80 cục à. Ở đâu? Đây nè, chỗ đường dũng nè, đắt lại chỉ. Hôm nay nè. Hả? Dở lên. Cái tướng này ngồi bây giờ đây nè. Nào. Ăn... Tí á. Nè, đó nè. Mày sọt 4 con trên đi. Ừ. Ừ, có vậy là chặt em nha, chặt em. Chặt gì? Chặt 4 con trên, 4 con 4 gốc á Thường. À. Trời ơi, ừ. Chặt 4 con 4 gốc này nè, bắt cái này trước đi. Cái này đây. Sọt 4 con đó đi, mày không cần thiết, sọt vô đi. Đâu có mày đâu có đấy. Lên mở đi. Sọt hết 4 con này đi. Mấy lục đạn ở trong. Như đây. Như đây, sáng này. Ừ, nghĩa là mà ngập cái nó không có ngay cái lỗ. Trời ơi, thôi bắt đây, dặn nó cứng đi. Cái này là nó không có trúng cái chèo. Này nó dài quá luôn. Ừ. Không, 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 thằng đó ta còn miếng ấy, ta vô nó dài vậy. Đâu rồi. Mày đưa 4 ốc, mấy ốc mới đây rồi. Mình cứ dọn đây. Dắn nó đi nó vậy. Trời gì dư? Nó không có chung cái chuyện đâu ngay lên sáu lỗ cầu. Đâu, dẫn đi. Dẫn đi. Đã, thì mấy cái nước quyên mày chín, hiểu không? Mày gạt cái đăng, con quay cái miếng rồi. Đúng rồi. Chứ đâu phải mà. Chính giữa tao quay được. Ông lại quá được. Bắt. Ờ, cái này hả? Ừ. Ông không quay chung cái chuyện, nó đâu có vô. Để giờ đi. Để vô đi. Đó, đó mấy ông, như chung cái chuyện nó được. Rồi xuống 4 ốc này rồi. Dắt cái ốc nó vô cái này. Cái này ốc nó dắt vô đi. Để vô. Trúng rồi ngay cái lỗ nó lỗ. Thôi cái con này dài nhét vô đi. Rồi cái đó vậy chứ. Để làm cho ơi. Chỉ có hai con trong đó là nó cục đó. Để hai con cục đó, hai con cục đó vô. Rút ra lại khỏi vô cái nhông dây xanh chứ bây giờ đụng vô luôn à.
mày cũng đổ mồ hôi nữa trời. Sao không chờ, đứng ngoài nắng mà. Dễ mũ không quay hoài ta. Hả? Em mũ quay hoài à. Em mũ quay hoài. Mũi quay hoài. Quay nào cũng bán máy thôi. Báo. Báo. Bắt con sao lên khi nào nó quấy thì bắt hai con. Hai con đi trời ơi. Tổng cái dễ vô. Hai con chịu nổ á. Hai con nó chở nó thấy không nổ quá chứ. Bắt cốt nó chịu không nổ á. Chứ con ta bắt con tải không à. Đúng giờ con ta làm con 6 ly à chứ không có hai con này nữa. Đã đủ má gì mình phan mình làm lại con cứng rồi nè. Tôi hở hai bồ lông chả đụng mới đưa xuống nhà rước rước. Nếu của người ta nó tải, của người ta nó vừa ấy, của người ta nếu không thì bứt ốc nè, đúng không? Tải mà. Bơ ngăn nó động cái khùng ruột cũng dơ, mình để có máy có hai mấy ba ngàn chạy, mình đưa lên máy 6 ngàn, 7 ngàn chạy khỏi chịu gì thủng đó. Người ta nó có con một à, bắt hai con này là đủ má, chịu nổi. Cái thùng của nó, thùng ớ của nó con 6 ly à. Con ốc ấy nó đâu rồi tại. Ốc dài. Tiêu quay. Chạy đi. Gơ kỹ lên ơi. Gom hết chưa? Bén lên. Bén lên, bén lên. Lỡ cái bén lên. Lỡ hết lên luôn rồi. Nghe đi. Đi đi đi. Đó, đó là đó, đi. Chậm đi. Vô. Vô nào vô đi rồi đặng xe qua. Vô này đi. Vô đi. Hạ xuống. Xíu nữa. Rồi. Đặt vô. Đuôi xíu nữa. Cây nó đâu có thân cây được bởi. Cái bởi này được. Cây gài ngái đâu đó. Phan nó dụng vậy. Cái cây ấy sọt bởi vô đi chịu. Cây con ta con ốc cái gì vậy đó. Bởi chịu. Bởi lúc cái cây tập trọng vô á. Cây cây ra lôi vô đây rồi họ tắt nhấp vô. Bởi lên nè, dưới bởi lên cái máy vô. Cây cắm này đi. Dứt cây ra lôi vô kìa. Dứt kìa, dứt nó kìa. Hạ hết cái bên xuống, chạy tới. Ở thả xuống đây nè. Tới đây. Nhấp nhấp tới lòng nè. Tới đây. Ừ, đó, hạ xuống. Hạ xuống. Nè, nhớ lên, nhớ lên, nhớ lên. Hạ cái bên hết đi. Ừ. Nè. Hạ xuống. Hạ cái bên xuống. Bên hạ chưa? Hạ rồi. Hạ rồi, giống như chổng luôn trời. Nè, hai cái thầy dở được. Nè, một, hai, đó. Nhắm tao xíu nữa. Nè, cái đó nó sống mà. Dở lên cái đó. Dở gì nó còn cái gì đâu mà dở. Nhắm nhắm lên. Xả này ra, xả này gấp xíu nữa. Rút nhắm qua chưa? Rút là rượu chết á. Tại tôi có tán ra đâu. Lấy tán 10 ly dẫn vô. 8 ly à.
cái đó đi kiếm mình nãy hay gì đó. Nè cha ơi. Xuống thấy ông ngậm không có hút được chờ. Hai điếu rồi nãy giờ. Nó về ông hàng nữa hả? Đó đâu phải rẻ. Quán. Nhà này gần đây không? Ngoài đường nè. Đập bơm điện á. Kệ đó, má mua cao su lạnh đó. Không được có lo, có anh tí đến lo đó nè. 80 cục. Linh này Linh lấy sớ cơ mà mới qua cụ như vậy. Cho nó quay ra tăng đưa cái vậy sao quay không gặp đây. Mấy chỗ vô. Ừ. Nhớ không biết ông Định ngồi đường không? Định hả? Dạ. Biết. Chú rượu của nó giờ ông về trên Long Hương chỗ nào chỗ nào? Ừ. Nhà dưới quán rồi. Nhà dưới quán rồi. Ông thứ tư, ba con thứ ba đó. Ừ. Nó gần đây. Chạy nắng nó quắn nắng giùm chứ trước đi. Đâu? Nó kìa xuống đó kìa, tới rồi kìa. Đi chạy chạy chậm đi lên đi. Đi. Chạy chạy đó chậm đi. Lát có lại đó đi. Mày à, lại chạy vô xuống nè. Cái trong nó ra cái gì. Chạy riêng chậm, chạy vô công riêng chậm.